sao nay nhìn mặt con buồn dữ vậy luôn? Có buồn cái gì đâu. Bình thường mà, mới ngủ vậy thôi chứ không có buồn gì hết. Đâu, ba thấy mày buồn thiệt mà. Có buồn gì đâu ông ơi, đang tính vô ngủ nữa nè. Buồn cái gì ở đây? Thầy đang vui muốn chết luôn, buồn. Ngủ vậy có đánh răng súc miệng gì chưa? À, chưa đánh răng súc miệng gì hết trơn á. Mà có chuyện gì không? Bình thường ngủ vậy cũng đâu có đánh răng súc miệng gì đâu. Ồ, vậy hả? Cũng chịu u dơ dữ vậy ta. Thôi chút nữa con vô con đánh răng súc miệng đi, con nhìn cái mặt của con là con sẽ biết liền. Mặt của ta vẫn đào hoa nay tơ ngây thơ như từ thổi nào mà có gì đâu mà thay đổi phải nhìn chứ. Bình thường con buồn con thường làm gì hả luôn? Đúng không á? Chắc ngủ phải không? Hay là đi nhậu? Không phải, mấy cái chuyện đó là chuyện tầm thường. Vậy chứ còn chuyện gì là chuyện bất thường? Hãy nhìn kỹ vào gương mặt của con đi, mấy cái chân mày vô nè, đẹp không? Đẹp như quỷ vậy đó, thì gớm. Lu, sao giờ này tao thấy cái mặt mày đẻo dữ vậy luôn? Trời ơi, đẻo gì đây? Mặt ta đẻ ra vậy, đẻo gì? Không, tao nghĩ mày có chuyện gì rồi đó. Chuyện gì đâu trời? Không phải, tao nói thiệt, hôm nay nhìn mặt của mày vừa đẻo vừa gian mà giống như cái thằng Lý Thông, nhìn nó ba xạo lắm vậy luôn. Trời ơi, cái chửi tao mày, đẻ người ta vậy, cái mặt ta vậy, bắt ta diễn mặt sao giờ? Thôi giờ cho tiền đi. Cho tiền gì? Thì đi sửa cái mặt cho nó buồn lại. Lu ơi. Hả? Cái gì? Lu. Gì? Tao hứa cho mày một cái bây giờ. Hả? Gì? Đi ăn không? Hả? Ăn hả? Ăn gì? Đi ăn cất. Nói chuyện kỳ cục. Người ta có bồ người ta dẫn gấu đi chơi. Tội nghiệp ba mình, không có bồ ổng cổng mình đi chơi không à. Cũng tội ha. Cảm ơn con nghe luôn. Thì người ta thường nói bồ không có nhưng mà cờ hó phải có một con. Thì đúng luôn, người ta nói chính xác luôn á. Sao lại chính xác? Có câu châm ngôn như vậy nè, làm người không nuôi cờ hó thì hẳn đó cũng không bằng lưu. Cái gì? Mày ăn nói xúc phạm nghe. Ý mày nói là bây giờ ai làm người là bắt buộc cũng phải nuôi chó hả? Không phải, ý lưu không phải vậy. Ý lưu là như vậy nè, làm người cái đức trời cho, làm lưu cái đức tốt như ông trời. Là sao mày? Mày nói chuyện gì ngâm thơ? Hôm nay mày đặt ngâm thơ nghe khó hiểu quá. Thì có nghĩa là người nào mà nuôi lưu á là người đó toàn là những người có đức không hà. Bởi lưu là hiện thân cái nết đẹp của ông trời mà. Mày mà so sánh kêu đó là ông trò mày ti xét là tao đổi mày thành tinh mực luôn á hả? Bậy rồi, đừng có nói bậy. Trời đang chuyển mưa đó trời nội. Nói chứ ba hiểu mày, ba nuôi mày ba đâu có hối tiếc gì đâu. Đúng rồi, khi yêu thì đừng nên hối tiếc. Thôi giờ về nằm nghe luôn. Ừ, nằm ở đâu? Giường hả? Trên chảo á con. Ông cứ ghẹo tôi hoài thì tôi thú quắc à, đừng có ăn ông ơi. Sau này chạy chậm nhà có thể nào chạy nhanh ăn chút được không? Được. Ê, từ từ cha, tôi chưa tới dây an toàn mà. Nói giỡn thôi, chạy từ từ thôi ông nội. Hàng hộ yếu chân rồi nè.